ngắm nhìn thấy con này trên vlog này. Chào tất cả các bạn, quay trở lại với màn hình của Phượt trong thành phố. Như các bạn nhìn đã thấy thì con mi của tôi sửa xong rồi nha. Vỡ nguyên một bên bưởng côn, thay hết hơn triệu. Câu không nhìn lầm đâu, bây giờ là 9 giờ sáng đấy. Tôi đọc báo thấy đây là một cái hiện tượng khí tượng, nó gọi là bụi siêu mịn. Tôi hò mấy ngày hôm nay, đây là 9 giờ sáng nhá, không phải là 7 giờ sáng đâu. Cả trời nó còn sương mù mù mịt thế này, đây là bụi chứ không phải là sương đâu. Đấy, đi qua rồi. Uầy, đông ấy nhỉ. Bây giờ 9 giờ sáng rồi, đường nó vẫn đông rồi. Tôi đang đứng tại ngã tư Bixi, si, Láng Hòa Lạc, hướng di chuyển vành đai 3 đi ra hướng bến xe Mỹ Đình. Đấy, trời nó bụi như thế này cơ mà không nhìn thấy gì cả. Bụi lắm không ạ, hò từ nãy giờ. Đấy, có một điều mà nhắc bây giờ hơi muộn, nhưng mà nhắc bây giờ ấy muộn còn hơn không. Từ mùng 5 tháng 12 đến hết Tết Nguyên đán 2017, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra vi phạm giao thông. Họ có thể được hóa trang để có thể phạt được những lỗi vi phạm giao thông. Thường chủ yếu sẽ kiểm tra những cái hành vi dừng đỗ, quay đầu sai quy định, chở hàng cồng kềnh quá khổ, không đội mũ bảo hiểm, xe ba bánh giả danh xe thương binh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ yếu là những lỗi đấy, thế nên các bạn đi ra đường là an toàn cho chính các bạn. Mũ mão đàng hoàng đầy đủ vào, đi đứng tử tế lên, gần Tết rồi. Tương di chuyển đến ngã tư Cầu Giấy ở vành đai 3, ngã tư này luôn luôn tình trạng là đông này, bụi lắm. Áo xanh quần bò anh không đội mũ bảo hiểm. Vâng, gật gấu. Tương đi vào khu tập thể trường sân khấu điện ảnh. Ôi, xe gì đây, xe gì đây, cúp à? Đi xe đã. Xong kia, vâng. Ôi, cúp à? Lốc đường có giang sau gửi xe không ạ? Chú gửi xe cho chú ơi. Đây là khuôn viên gửi xe của trường sân khấu điện ảnh. Tôi đánh giá đây là một bãi gửi xe rất là đẹp. Đấy, view nhìn thẳng ra hồ. Đây, đây, đây nha. Để cạnh một con CB125, một con Exciter 150. Hôm nay tôi có một buổi quay ở đây nhá. Tắt máy đi vào quay đây. Một chị gái mặc áo lưới, quần legging. Vâng, ăn mặc rất mát mẻ. Mặc dù đây là mùa đông ở Hà Nội. Ôi, con chó qua đường kìa. Ôi, con chó qua đường đúng vạch kìa. Ôi, về bật xe lại vào. Ôi, con chó sao được đúng vạch cơ mà. Công thấy không? Đây là cái vấn đề ý thức nhá. Công nhìn con chó mà học tập nhá. Đấy, qua đường đúng vạch không? Rất là ngoan luôn. Đấy, giờ chúng ta đang áp sát chị gái mặc áo lưới. Không ai có thể tin đây đang là mùa đông Hà Nội cả. Rất nóng. Thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào, rất là buồn. Ôi, đâm xe kìa. Bùng cái gì rồi. Quay như con min kìa. Ê, chào bác. Uầy, uầy, xe chở xe không ạ? Đây là cách mua lốp rồi, cầm lốp về nhà rất an toàn luôn, như một cái túi khí luôn. Ôi rồi, lại phải dừng xong ô tô rồi. Bây giờ là 2 giờ đêm rồi, tôi phải đi quay về xong. Kìa, đi xem nào. Ê, xời, em gái làm đêm này. À, lách, lách, lách. Đấy, gọi cho tôi nó hơi vui tịch tí. Quay đốt rác kìa, cháy to ấy. Quay ấm lắm không ạ?
May mắn là những cái ngày cuối năm ấy, thời tiết nó lạnh nhưng một tí thì nó giống mùa đông của miền Bắc hơn. Đặc biệt những cái ngày gần cuối năm này nhá, thì cái tần số ô tô xuất hiện ngoài đường nó đông hơn ngày bình thường khá là nhiều. Rồi cần phải làm đấy, đường nó sẽ rất là đông, gần Tết gần nhất đi đường nó cẩn thận. Đấy, hai cái taxi. Đây, nhà nào cũng treo cờ này, sắp Tết rồi. Hai anh em trẻ trâu không mũ bảo hiểm này. Tôi đi ngang qua trường đại học kinh tế quốc dân. Kiểu lấn hết làn như thế làm sao người ta đi được. Đây sẽ là số cuối cùng của năm 2016, bước sang năm 2017. Chúc tất cả các bạn lái xe an toàn.